là cá mình đã mặn xong rồi nha các bạn, mình làm sạch rồi nè. Bây giờ bếp đang chuẩn bị đập tỏi mình làm món nha các bạn. Rồi mình sẽ làm lại món cá khô quẹt, nhưng mà giờ mình sang món mỡ hả? Rồi giờ mình sẽ dùng với lại rau sống nha các bạn. Rồi bây giờ mình phi tỏi cho thơm. Nồi nguyên thủy luôn các bạn, mình phải kho nồi đất nó mới thơm. Bạn thấy nồi nó sôi lên chưa? Bây giờ cho cá vào nè. Cái trời ơi, cá này phải sạch ăn chắc chết. Nó thơm, nó thơm lắm bạn. Vừa cho cá vô thơm cực kỳ luôn. Cá này ngoài chợ không bán nha các bạn. Anh em mình bỏ sông đi câu nhiều lắm à. Cả buổi chiều á. Giấu hai cá bự xuống đi, đi hồi cái đây mình ăn hết. Rồi. Nữa. Hai ăn nữa. Thông qua clip này mình cũng gửi lời cảm ơn đến bạn có nickname tên là Hậu Nguyễn nha. Cảm ơn bạn đã đóng góp chân thành cho anh em mình. Thì anh em mình sẽ rút kinh nghiệm lời nói của bạn. Đây mình cho nước mắm vô đây. À, đợi nó sắc xuống. Giờ mình bột ngọt nè. Đây. Mình thêm một ít tiêu ha bạn, cắt vài lát ớt vô ăn thơm chắc chết quá. Đây, ớt rồi. Ớt rẻ chứ bạn, ớt rẻ một khúc mình gắt ăn nó mới ngon. Mình vô nè bạn, giờ mình thấy cái nồi khô khô của mình nó đẹp không? Đẹp. Còn tiêu là sao đấy, cần chín mấy để tiêu vô, mình để vô cho mát xuống đó. À vậy nó mới thơm. Nếu như mình để trước thì nó mất cái mùi thơm rồi, nó chỉ có hậu ngọt thôi. Đây bạn. Mình muốn ăn trắng hay là muốn ăn hồng hồng? Hồng hồng đi, nó mới đẹp. Đó, bây giờ mình vô nước màu nè bạn. Đây nước màu dừa của quê hương Bến Tre mình nha bạn. Đó. Thì mình vào xong tất cả gia vị cái là mình trộn đều lên cho cá thấm nha bạn. À, thấy nó trở màu chưa, đẹp chưa, nước màu dừa nó mới đẹp nha các bạn. Nước màu đường thì nó không có được cái màu vàng này đâu, màu đường chưa cái màu đen thui. Đúng rồi, nó đen mà hậu nó nhẫn. Đây là cái bếp thần thánh. Các bạn đợi tí xíu nữa món mình xong cái mình mời các bạn dùng ha các bạn. Cái nồi khô quẹt của mình bây giờ nó sôi lên rồi nè các bạn. Hiện tại thì ông bếp cũng đi mua rượu rồi các bạn. Đây mình trở nó lên cái này kêu bằng mình dùng thử nè. Đây các bạn xem cá nó đã chín rồi nè. Đây rồi mời các bạn dùng thử với mình ha, dùng trước cho ông bếp ông khỏi dùng trước với mình. Đây mời bạn. Cá nó mềm mà nó mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm bạn. Hôm nay mình ăn với lại
rau sống nè, với lại cơm trắng hay là cháo trắng thì khỏi rau sống, ngon lắm bạn. À, mình có một tay vừa phải chùm lửa vừa phải cầm máy nha các bạn. Đây, giờ bắt đầu sắt xuống rồi nè. À, anh thấy hấp dẫn không? Đây. Cho vào thêm trái hay trái ớt nữa các bạn. Cho nó ngon. Đây. Đây. Rồi các bạn chờ tí xíu nữa, cái mình khi nào món chín cái mình dọn lên mình mời các bạn dùng ha. Các bạn, món mình đã sôi lên các bạn. Mình chuẩn bị mình cho tiêu vào nè. Đó. Coi chừng nó thơm nha. Thơm lắm bạn. Đó. Hấp dẫn chưa? Cái này gần khói nó lên đó các bạn không thấy rồi, đây 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 mình lấy nát lại đây rồi 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 rồi, cá này mà không biết tới mở ăn không chết chết. Ừ trời Phật ơi, có ai ăn cá không chết không ta? Có chứ, ngon quá đến chết thì sao. Cá bóng mỡ kho tiêu với tớp mỡ còn nhiều lần nữa. Rồi giờ mình chuẩn bị nó sắc nước xuống, mình nhắc xuống nè. Đây cái tay cây các bạn ơi. Đó tay trâu các bạn. Rồi các bạn thấy cái cà tây nó chửi mình các bạn. Rồi tay. Câu gớm không? Ừ. Nó bóng khói rồi. Rồi giờ mình chơi ở đâu đây? Trong nhà không? Rồi. Thì ông kia ông không chơi được chứ không, ở ngoài em chơi trong nhà. Anh em mình vừa hoàn thành xong món cá mình bóng mỡ kho kho tớp mỡ. À cá bóng mỡ kho tớp mỡ, kho tiêu với ớt. Thì rồi mời các bạn vào dùng với Hương Quê. Đây. Thì gỏi gạo chà bạch. Nó ở trong quê mình đó. Ngoài bạn à, mình nói gỗ gao vậy nha, suy nghĩ gì tùy nha. Rồi à, để ra đó nha bạn, cho rộng rộng một tí. Rồi để bên tè lấy tao hỏi giờ đây là học gà luộc lông đào các bạn ơi. Ông vào khúc mày ở đây về đây mà các bạn ha. Anh em con một cái rượu giá cho anh em, không mình sẽ làm để cho bạn xem. À, đuôi gì mày? Nó đù. Trời Phật ơi. Làm gì không bạn? Đây, hồng gà luộc lông đào đây mời các bạn ha. Ngon quá. À. Đây mời các bạn dùng con cá bóng mỡ kho tiêu ha. Cá bự quá bạn không thấy à. Đây mời các bạn dùng mình đi luộc ha. Đây mình cái rau nè mà bạn, rau mình gói vô mà ăn rồi không được vậy, nó mất vệ sinh lắm, nó múc ra à. Đây chén mình đây, mời bạn, mời bạn dùng mình nha. Nó rất là ngon. Đầu tiên á bạn, cái cảm giác khi mình đưa vô miệng, cải nó giòn quá, rau thì nó giòn, nó hợp với cái nước à, nước này tại vì nó có mỡ, khi đó cái mỡ nó rút vô cái con cá mình, ăn vô cái độ ngọt của con cá với độ ngọt mà nó ngọt mà nó mặn mặn, ngon lắm ạ, thật sự là ngon. Đây mời bạn dùng cá, khi tật mà cơ nó nhảy, đây mời bạn, mình làm thật ăn thật nha các bạn, chứ làm thật ăn giả nha, làm thật ăn thật. Okay. Nên mình có bản mới nha bạn. Cá ông nội. Chuẩn bị là ông này vô team của mình luôn á. Các bạn có ăn con này chưa? Ăn rồi. Hôm qua. Mình mời các bạn với mình con tôm hùm, tôm kho tàu ha. Con này ăn nè. Ngon.
Món này còn gì bà? Thằng nào mà vô mà ganh cãi ấy, tao không giết mày là. Mà các bạn đừng bình tĩnh hơn. Các bạn nghe nói gì chưa? Cái này mà ai mà bưng chạy cái là đâm chết à. Ừ. Ừ. Cá đồng. Đúng rồi. Không phải cá đồng mà cái nhà cá câu ở dưới mương. Dưới mương. Cá mương. Tưởng cá đồng. Cá đồng mà bắt không phải đồng. Ok. Đây cái đó nè các bạn. Cái đói nè. Này con gà nè. Ăn lòng nào. Ok. Ừ ừ. Ngon lắm. Rồi đây là rau mẹ mình các bạn. Rồi đóng máng nha. Rau mẹ. Ừ. Rồi đây thử cha xanh mẹ đẻ mới biết rau mẹ mà. Còn đây là lát cá nè các bạn. Rồi lát cách nha. Má mình chứ không phải má của Mỹ đâu. Ừ. Cái này má má mình thiệt. Đã má ơi. Ừ. Đã. Còn đây là muốn đồng các bạn. Ăn à. Ừ. Có ôm không? Nước tiết không có. Trời ơi. Đề nghị những ai mà FA lâu năm á nha, đừng có dùng cái món này nha. Trời ơi. Đây bạn. Không đau. Không béo. Ê, cái chừng đổ. Uống tay người ta. Ngon lắm. Để đâu cái gì vừa để đổ. Uống. Đưa tôi cầm kìa. Ê. Đổi 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 đổi. Vụ hả? Vụ nhau hả? Đổi. Đây mà bạn dùng trứng gà luộc còn đào với mình. Ê, đừng hấp, đừng hấp. Để chỉ cho, hút kiểu này ngon hơn. Tập phật ơi. Ê, hấp thì ngốn được, ngốn được. Ngốn không được á. Ừ. Bèo làm. Ngốn không được à. Tập phật ơi. Qua ăn hột gà mà ngốn được có. Con cà đam mê. Ngon quá. Ăn gà mới ngon các bạn ơi. Ăn trong nồi vậy luôn mới ngon. Có nhiều làm nhiều các bạn. Mất vệ sinh. Chứ để mình không đem ra cái ăn caramel nó đấy mình giấu bớt. Nó mình láo ăn. Mà mình đem nó láo ăn mình. Nữa. Sáng 8 giờ câu, chiều 5 giờ có món nhậu. Các bạn. Các bạn thấy không? Là một cái clip đâu phải đơn giản. Cũng kiếm một món độc lạ để cho anh em thưởng thức. Câu một ngày thời đó bạn. Đây, mời bạn. Đây tôi chủ chị ba nhưng mà tôi cũng nghĩ được câu cá luôn, thấy ghê lắm trời. Một mình tôi câu một cân câu luôn, thấy tiền liền chưa. Ôi trời ơi, chứ không lẽ mình em câu hai cân. Nói vậy đâu ai phải. Trời ơi. À, con đưa bị giá dép. Chưa. Chắc trái. Hút về để nhớ thuốc này. Phương hồi là ông bà phước mặt phước mày nữa bạn. Các bạn có thấy thằng caramel cho giá một phút không bạn? Vô đi. Ê, ta chờ. Vô đi. Đấy, à, chờ phải cái thuốc làng rất đất kìa. Vô ngồi chứ. Vô ngồi chứ vô đi. Ừ, ngon. Chưa ai uống rượu mà ngon bằng cái ông bếp á bạn. Uống ngồi mày uống chứ ngồi uống chị ba. Ừ. À lắm. Thấy trời xấu rồi. Mình mới gấp thằng ra nó gấp nó tay án ngang nữa. Ủa. Con mèo nó lên rồi. Cái hộp đâu? Con mèo lụm rồi. Trời ơi. Các bạn nghe thấy lụm rồi. Thiệt. Ai giấu làm gì? Rồi bị ai đánh cắp nữa tiếng hộp gà các bạn. Con mèo đánh cắp rồi. Trời ơi, lẹ dữ ha. Con mèo thấy mình nghe các bạn. Con mèo thấy mình nha. Bếp hai mang á không bạn. Chứ không phải mình hai mang. Đây. Nhắc lại một lần nữa nha. Đề nghị những ai FA lâu năm đừng ăn món này nha. Để thằng này FA nó ăn nè. Ta có vợ rồi.
À. Ủa sao màu nhóc không mang đi ăn đỏ? Cái này là cái con hết còn đâu cái con này đắp vô với cái xương sống nè. Ờ, trời ơi. Ông nói là ý ông bạn tôi nói là sau sáng giờ đau sống anh lấy cái con này đắp lại xương sống. Rồi để nó mát. Đây mà các bạn uống với mình nha, uống với biết nha. Ừ. Ừ. Ăn là mắt cổ của ông chứ sao mắt cổ má được. Còn cái con này đắp cho cái tay nha các bạn. Chúng ta cầm cần câu nó mỏi các bạn ơi. Nó chút không à. Ê, mời bạn. Coi cá nhỏ chứ nó ngon lắm nha bạn. Cá này mà chợ không bán. Cái hơi bị cực á. Ừ. Tao hoài, tao thì nó đủ dòng. Trời Phật ơi. Rồi. Mời bạn cá mè. Đây cá mè. Trời Phật ơi. Cá mè toàn ông bạn mình câu không à. Không ai câu á. Các bạn thấy sao các bạn? Rau vườn mình vậy không các bạn ơi? Kêu bằng rau tập tàn. Kêu bằng rau tập tàn. Tàn đúng không? Ừ. Các bạn coi lá cách nè. Con nào cũng nói nó dày dày nè các bạn. Ở miền Đông không có lá cách đâu. Nè các bạn, miền Đông. Miền Đông cao nguyên không có nha các bạn. Miền Đông không. Nhưng các bạn ăn mà nhớ khúc này á, đừng có lạc bỏ nha, bỏ thì bị quấn chết á. Đừng bỏ tổng nha. Có bỏ là bỏ hết luôn á. Trời ơi. Bỏ rồi là bị quấn liền á. Bỏ nó ngon dữ lắm rồi. Không là dọc cọng rau nó nằm ngay đâu là bạn nằm ngay đó luôn á. Ghê hả? Chứ người ta ngon nhất như đó thì bị dục. Thấy đâu ăn nó là ngon. Mấy bạn thấy tôi ghê chưa, một mình tôi gấp nguyên một con cá luôn. Ăn một con cá luôn các bạn. Con cá này chà nó chín chứ không có bạc nha. Ờ à, con cá, à đúng rồi các bạn. Cá này chà chín chứ không chà bạc các bạn. Ê nói gì đâu, cá này mình chà với nó nhảy bạc bạc nữa các bạn. Không nói gì. Cá này bự quá, phải lấy cái muỗng. Sốt rồi. Trời ơi, bạn thấy không? Giờ mình là hết danh rồi các bạn. Còn cái lá này á là cái trái lá trà cao muống. Rồi. Chú không bò nha các bạn. Rồi. Ôi trời. Có lá thì muốn trà đâu trà. Ờ đúng rồi, có lá muốn trà đâu trà, hợp lệ. Ừ. Uống với qua bếp nha các bạn. Mời các bạn dùng nha. Ừ, đúng rồi. Nếu mà hai người câu thì thắng giờ chắc không được người vậy. Đúng rồi. Ba người các bạn. Hai người. Có một con trồng các bạn xem nè, mình lạc nè. Dần rụm đúng không? Rất là ngon. Ấy đục. Các bạn thấy dùng caramel lắm ăn các bạn. Dùng đi các bạn. Biết ra nó còn lắm ăn nữa. Ăn dịch. Ăn lên bằng nhậu. Chứ không phải ở ngoài chợ mà liên quan dịch đâu. À, trời Phật ơi. Mà chợ ăn vịt cứ thấy bình thường. Đây ăn vịt nó mới lạ mà. Ăn vịt trên đây vô bạn. Ở đây ăn vịt trên YouTube mới lạ nữa chứ. Trời Phật ơi. Mà không để ai ở đây ăn vịt hết trơn á. YouTube thì phải có cái gì cho tôi đó, tôi bỏ làm một ngày để tụi tôi đi câu với mấy bạn đó. Đúng rồi. Các bạn nhớ like, các bạn like ủng hộ mình để mình kênh mình bật chính thiện các bạn. Để mình trả lương lại cho ông chủ xì ba chứ thôi rồi chết các bạn. Nhớ lại các bạn. Các bạn thấy khổ không? Trời ơi. Không có rổ đựng rau nữa các bạn. Đừng rổ dành các bạn. Trời ơi, rổ vậy cũng đem khoe à. Các bạn. Mình nói thiệt mà, có sao nói vậy. Đừng nói bậy người ta cười. Đó. Ăn rau má này là không có nên ăn cái cọng. Cái cọng này nó có lễ mình dục gần gần. Nên mới mốt mình ngồi mình nhậu nó cái nó lên nữa. Ừ. Tính toán vậy mà không vào nổi. Này được được, biết cái kiệm vậy được, giỏi. Bạn thấy tính ghê không? Cho 10 điểm vậy ông bị gói. Trời ơi. Tại nói hay quá thử cùi gói. Ừ. Cái này nữa này. Á chà. Bỏ nghe. Ai. Bỏ thử nghe. Cho thử. Dạ biết bỏ. Ê. Mới dạ mới được. Phải thấy không? Anh em miền Tây chơi vui không à? Ta cũng ở miền Tây. Cảm ơn trời với miền Tây. À, vô à.
mình có rau à, gắp vô ăn được chừng mệt á. Thằng này ăn quê mùa quá, ăn là ăn cái kiểu gấp múc như tao á. Thôi thôi coi cho nguyên nắm rau luôn các bạn. Thật thân Nó là với mấy bạn ở miền Tây á, ngon nhất là món cám nổi phiếu với lại rau tàn chính xác. cá bóng mỡ Để mà lại để kho cho với nó tóp mỡ cái nữa các bạn, lại kho tiêu nữa các bạn. Rau càng nhiều ăn càng ngon, nhưng mà phải có tiêu nè, ớt nè, nó cay cay vô, đúng rồi, còn nước màu á thì nó làm cho mình bắt mắt, mình thèm. hồng hồng thôi. Còn cái vị Tím mỡ nó bằm thơm chứ đừng nè. có tím màu thịt bò, nó ăn ngắn. À, thấy không? Cái nồi này là nồi nguyên thủy luôn, nồi đất. Nồi là gia truyền Ít nồi gia truyền. đúng rồi, của mẹ hai mà. Các bạn thông minh các Ai? bạn coi mà mẹ nó hơi hay hay sẩm hay các bạn chính tiêu nha. Đây mà lại rất hồng tươi ha, Ngon không? rất ngon các bạn. Nè ôm ấy, tao biết trước mày cầm đũa thế nào, cái bên có ăn tạm các bạn thấy không, mình chưa kịp ăn là nó ăn trước rồi, Tao thật cái coi. hờ đũa này các bạn đút cho nó rồi nó khỏi giật. Dài nữa. Bạn thấy không? Không phải dài, Biết thấy gì ăn không? rồi nhưng mà chưa uống nè, Sao Phật ơi. ăn hồi uống là không được gấp nữa. Làm sao bước lưỡi kéo trào, ly rượu cũng biết chừng nào tới các bạn ha, mình uống Trời Phật ơi. Ổng chuyên nè. môn gài mình không à. Rồi Phật chứng được, Phật uống rồi Mình đó gót nha mày. Ít. các bạn. Thằng mấy thằng thuốc mà uống một quẹt, tính mượn không có luôn. Có nè. Đây này các Không bạn biết ơi, đem đi giấu chùm này các bạn nha. Không biết có bị caramel giật nữa không biết vô à, không camera giờ mắt uống là không không có giật nữa bạn. nữa. Ngon lắm. Đây Mà mà mày các uống bạn với dùng dùng tao lại các bạn, dùng chậm chậm cái caramel nó giật nữa. ơi thật rồi. Uống tao hoài, tao hiền quá mà phải không? À, hiền quá mà. Rồi mình dùng lá cách nè các bạn, chấm vô miếng à, đấy. Đó mà lá cách lá cuốn À, ta cuốn. nó bậy nó bọ Thơm lắm mày. đúng thơm. Xong thơm. Mày nói vậy, cái câu thơm đó là dân chúng người ta chửi mày nói sao, À. À người ta thấy người ta đâu ngửi được trời đâu. Phật ơi, à, các bạn sao quá, bạn đâu dùng được đâu ha. Có dịp về món cài với tôi, Ừ. Đúng chính xác. mấy bạn Ok. đi câu rồi mấy bạn tự kho ăn, tôi ngồi nhìn. Mình có để lên Facebook với phần mô tả các bạn ấn vào đó rồi về đây giao lưu với anh em mình. Dạ đây chỉ có của nhà của Đây nè, đây tôm kho đây đây tàu của đây đây bếp á con các tao bạn. của bếp, con tao của bếp. Vô bạn. Tôm nãy bên tàu mới có nha mà. Mày chạy qua đây Rồi thì sau đây Hương Quê vừa thực hiện xong cái món là cá bóng mỡ kho tiêu với lại ớt. tóp mỡ nữa mày. Cá bóng mỡ là kêu bằng cái tên nó chưa có đồng quê, nhưng mà thật sự cái tên con cá này là con cá bồng tiêu, Rồi đúng chính xác. thì nếu Cá nó các kho tiêu bạn có yêu thích kênh của Hương Quê thì nhớ ấn một like và một lượt đăng ký, đồng thời để lại bình luận cho các bạn, cho mình biết ý kiến của các bạn. Mình chào các bạn nha.